tam hoàng tử đẹp trai kia. Các bạn hãy cùng đón xem nhé. Chị búp bê suốt ngày lôi chúng ta ra bắt chơi trò chơi. Ngày nào cũng chơi có một trò này mà không biết chán sao? Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Rồi ạ. Một vùng qua cơ chi phía xa. Đi mau, đi mau. Vì đã nhăn mặt. Không, ta không chấp nhận. Danh chưa
thôi được rồi. Để em cho các chị chơi thêm một trò khác. Tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về chị búp bê nhé. Trò chơi này có tên là rút giấy ăn. Ai trong hai người rút hết được số giấy ăn trong hộp ra trước thì người đó sẽ là người thắng cuộc. Bắt đầu. Cố lên, cố lên, cố lên. Ta phải thắng con nhỏ đáng ghét đó. Cô làm sao mà thắng được ta chứ? Rút giấy thôi mà cũng mệt thế nhỉ? Là độc quyền của các